Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Và hôm nay mình lại chơi Liên Quân Mobile. Rồi, mình sẽ lên rank với một vị tướng đó là em Kali. Rồi, hiện tại thì mình đang ở mức rank canh vàng nha. Rồi, giờ mình sẽ đi solo lại Gindu. Và đường giữa thì có cả Arthur với... Châu là Thor nha, Thor với lại Thên. Rồi và đường trên thì có cả bản thân này. Và cách lên đồ cho Kali thì mình sẽ để dưới mọi người nhớ theo dõi nha. Rồi là mình tiếp tục lại lên đường giữa để đi farm này. Và Kali một vị tướng level rất là dễ nha. Rồi vị tướng rất là mạnh. Rồi, giờ mình sẽ chuẩn bị thôi rồi, thành niên là Châu La là bạn điểm số rồi. Đây. Thôi, team mà trên đường trên có là đông. Rồi, mình sẽ bắt luôn Văn Thế luôn. Thôi, thanh niên là tóc biến rồi. Ồ thôi nào, thanh niên là trưởng vương lên bản điểm số rồi. Rồi lữ bố cũng là lên bản luôn. Trời ơi, team như vậy sao mà đánh đây. Đầu game thì team chết đi 3 mạng rồi. Rồi mình sẽ bắt con cờ đi cắt luôn đấy. Thôi cờ đi nát đã chạy rồi. Thôi mình sẽ đi ăn rau luôn đấy. Thôi xong rồi, bản thân lại chết tiếp rồi. Rồi rồi thôi về bạn ơi. Thôi, gọi điện nát này đi sát mình. Rồi, và tên bạn đã kẻ mất con rồng rồi. Rồi giờ mình sẽ đi lên hỗ trợ voi Châu La này, rồi mình sẽ bắt bắn hết luôn đấy. Thanh niên Văn Hân còn một trận máu thôi đấy, mình đi tiếp chú vào. Rồi Văn Hân lên bản luôn đấy. Chiều cuối của Kali rất là mạnh. Rồi, voi đã hết mana rồi, không về đi bạn ơi. Thôi mình đã bật chữ của nhau quá trễ rồi. Rồi mình sẽ lấy luôn chủ thôi.
Ồ, thôi 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 rồi, thôi 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 rồi bắt luôn thế luôn anh ơi. Rồi hay quá, rồi mình sẽ lại tiếp tục đi farm đấy. Rồi và chỗ đường chân thì vẫn chưa mất lại, và chỗ đường giữa mà đường giữa thì bị mất đi hai chỗ rồi. Thôi rồi, thôi thôi thôi, qua cho là chạy bạn ơi. Rồi
rồi đi bắt Gindo và Corviknight luôn đấy. Rồi Gindo lên bản luôn, rồi thanh niên Gindo đã chạy rồi, rồi Gindo chạy mà vẫn không thoát khỏi Lidia đấy, lên bản điểm số luôn. Ôi ăn rong bạn ơi. Rồi và chịu con team mình thì lên full down luôn rồi thanh niên. Rồi chuẩn bị bắt luôn cả Riknak và cả Van Hớ luôn đấy. Trời ơi, bắt luôn trên là nó nhau đấy. Bắt luôn Van Hớ luôn bắn ơi. Rồi thôi chạy ra bắn ơi, rồi lên bắn luôn. Thanh niên thân còn đẩy về lại lên bắn luôn nha.